Hôm nay ngày 5 tháng 4, Tiêu Chiến vừa đăng một bài viết trên Weibo nhằm khiển trách những fan cuồng đã xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Nam diễn viên đề cập đến những tình huống mình phải chịu đựng thời gian vừa qua. Tiêu Chiến nhắc, vui lòng đừng theo tôi vào phim trường, đừng bám theo xe ô tô hay ra sân bay, rượt đuổi trên quốc lộ hoặc cố tình giảm tốc độ, chèn ép xe chúng tôi đều rất nguy hiểm. Nửa đêm đừng gõ cửa phòng tôi nữa, áp tai lên cửa phòng tôi nghe lén, cũng đừng bao vây khách sạn. Thậm chí vào ngày hôm qua, còn có ai đó cố tình nhập sai mật mã nhiều lần, khiến tầng lầu khách sạn bị khóa không mở được. Tôi chẳng thể về phòng nghỉ ngơi, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi tại đoàn phim. Bài viết của Tiêu Chiến ngay lập tức gây chú ý trong cộng đồng mạng và thẳng tiến lên top tìm kiếm Weibo. Việc lên tiếng nhắc nhở fan cuồng của Tiêu Chiến một lần nữa khiến chủ đề fan cuồng tấn công, xâm phạm vào đời tư của nghệ sĩ cần phải được xử lý ngang ngang kịp thời. Theo bật mí của những người có mặt, tối 4 tháng 4, không ít người hâm mộ quá khích đều bám nam diễn viên từ ngoài cổng khách sạn đến tận cửa phòng. Trong các video ghi lại vụ việc, sau phim Trần Tinh Lệnh bị một nhóm người quay phim chụp ảnh liên tục, dù nam diễn viên mặc trang phục kín mít, lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày bận biểu trên phim trường Ngọc Cốt Giao. Lúc bấy giờ, do cửa phòng không mở được, Tiêu Chiến đứng ngoài một hồi lâu, sau đó mới có thể vào trong. Đặc biệt, mặc cho nhân viên lớn tiếng yêu cầu ngừng quay phim chụp ảnh, fan cuồng vẫn kiên trì đưa ống kính và điện thoại hướng về Mỹ Nam 30 tuổi. Những hành vi của fan cuồng nhanh chóng bị chỉ trích kịch liệt vì đã xâm phạm quyền riêng tư cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân lẫn công việc của Tiêu Chiến. Ngoài ra, phần lớn bình luận cũng hy vọng Mỹ Nam sinh năm 1991 không bị làm phiền. Cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự quan tâm cá nhân của mình. Tôi đã nói mấy lần rồi, tẩy chay bọn fan cuồng đi. Năm 2016 đã nói một lần rồi và giờ anh ấy lại phải nói một lần nữa. Mấy người đã bức ép đến mức nào để một người nhã nhặn, vui tươi phải lên tiếng luôn đây nè. Đám người này có bệnh à, bản thân họ không cảm thấy mất mặt ư. Fan cuồng không phải là fan nha mọi người, xin hãy làm rõ điều này. Thế nhưng những lời khiển trách càng ngang fan cuồng của Tiêu Chiến lại bị blogger Tống Tổ Đức buông lời chế nhạo. Tiêu Chiến có tư cách gì mà chửi fan, dù có là fan cuồng thì đó cũng là fan, là những người yêu mến mình, làm nghệ sĩ cũng nên tôn trọng và cảm ơn họ. Fan hâm mộ chính là những người tạo công ăn việc làm, tạo nên miếng cơm manh áo cho người nghệ sĩ. Việc mắng mỏ fan là hành động thiếu thiện chí. Tôi đề nghị Tiêu Chiến đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có chứng vọng tưởng bị hại hay không. Lời chỉ trích Tiêu Chiến của Tống Tổ Đức lại nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng ông nói rất đúng khi Tiêu Chiến được như ngày hôm nay là nhờ vào lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt, cớ sao lại mặt dày mà chỉ trích họ. Kẻ thì bác bỏ những lời nói của Tống Tổ Đức vì nhận định fan cuồng chẳng phải là fan thật sự, chỉ gây ra nguy hiểm cho nghệ sĩ và nhiều người xung quanh. Năm 2019, fan cuồng từng khiến Tiêu Chiến lao đao khi đang quay Quãng Đời Còn Lại xin được chi giáo nhiều hơn. Thời điểm đó, nam diễn viên bị chặn cửa xe, tung tin đồn nhảm nhí, quấy rối đến bị thương tích. Cuối cùng, phía Tiêu Chiến phải dọa kiện và tăng cường bảo vệ. Đến năm 2021, tình trạng này tiếp tục lặp lại và càng có xu hướng tệ hơn. Hiện Tiêu Chiến đang tất bật trên phim trường Ngọc Cốt Giao, hợp tác cùng người đẹp Nhẫm Mẫn. Và hình ảnh tạo hình của anh trên trường quay cũng bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến còn tranh thủ tham gia kịch Như Mộng Chi Mộng, dự kiến đến với khán giả vào giữa tháng 4 năm nay.